Vâng. Số 3 và vừa mới chỉnh sang chế độ 4 thì không có gì. Tức là cái chế độ này để cho mình cài. Mình ấn sang đây, ấn lúc này là chế độ 4 này. Chế độ này là tự động auto rồi. Mình bây giờ mình muốn cài là mình cài. Lên 1 2 5 6 7 8 9 10. Để cho mình cài cho nó effect cho mình cài nhỏ đi, reverb lớn lên hay là bây giờ anh em lại tiếp đón anh em khách hàng đến tận nơi để trải nghiệm âm thanh của bộ sản phẩm DB Music KM30 Pro V2. Và bác khách cũng đã lựa chọn ngay cái phiên bản này để chơi phòng hát gia đình. Và ngay bây giờ thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm lại một lần nữa với chất lượng âm thanh và các tính năng của anh em khách hàng đã lựa chọn, đó là phiên bản DB Music KM30 Pro V2. Phiên bản này hiện nay đang đứng top 1 thị trường âm thanh Việt Nam. Đấy quá thế. Đấy, bên cả anh em, nếu như anh em ở xa ở gần mà chúng ta có điều kiện, chúng ta muốn ghé qua cửa hàng bên em được trải nghiệm âm thanh thì sẽ tốt nhất cho các anh em. Bởi vì sao? Khi các anh em đến đây chúng ta được trải nghiệm âm thanh thực tế, chúng ta còn điểm gì thắc mắc hay là cần hướng dẫn chi tiết như thế nào thì bên em cũng sẽ hỗ trợ tư vấn một cách tốt nhất cho anh em khách hàng. Và ngoài ra thì em xin nhắc lại cho anh em ở địa chỉ bên cửa hàng em là Kim Thành, Hải Dương. Anh em nào đi qua tuyến quốc lộ 5A thì hãy nhớ ghé qua cửa hàng em nhé, để có cho mình một mẫu sản phẩm tốt nhất, ứng ý nhất ở thời điểm cuối năm. Và em cũng xin giới thiệu lại một nữa cho những khách hàng đang quan tâm, đang theo dõi kênh YouTube bên em với phiên bản DB Music KM30 Pro V2. Anh em ở xa quá, chúng ta không có điều kiện, chúng ta không thể ghé qua cửa hàng thì không sao cả. Bên em hỗ trợ gửi ship về tận nơi, tận nhà cho các bạn nhé. Và ngoài ra thì bên em đã hỗ trợ cài sẵn tính năng rồi. Em khẳng định luôn, khi các anh em nhận hàng với phiên bản này về, các bạn sẽ cảm thấy ưng ý thôi. Bởi vì đây đang là một trong phiên bản vang cơ số rất là hay và vô cùng chất lượng cho anh em lựa chọn chơi phòng hát gia đình yên tâm. Ở đây bức tích KM30 Pro V2 của anh Cách đã lựa chọn đây các bác. Phiên bản này là phiên bản mới và có mình rất nhiều tính năng đặc biệt. Và anh cũng đã chưa hiểu cái vấn đề là cái phần effect edit nó như thế nào thì em cũng đã tư vấn cho anh em rồi. Rất nhiều video em cũng làm video về cái loop effect edit này. Đây là một cái chức năng mới của DB Music KM30 Pro V2. Một chức năng chỉnh số, và thay vì chúng ta chỉnh bằng tô vít để chúng ta chỉnh tính năng delay hoặc là reverb thì phiên bản DB Music KM30 Pro V2 đã thay bằng tính năng chỉnh số nhé, effect edit để chúng ta có thể chỉnh. Và em thấy là tất cả phiên bản sang năm 2024 thì dường như họ đã bắt đầu là chuyển biến sang các chế độ chỉnh số như này rồi, để chúng ta thao tác đơn giản hơn và dễ dàng hơn thay vì chúng ta sử dụng thủ công như những phiên bản đời đầu. Với DB Music KM30 Pro V2 hiện tại thì bên cả anh em đang về đó là phiên bản màu đen dễ phối đồ. Mặt màn hình LCD ở trên này cũng sẽ hiển thị tất cả thông số cho anh em. Có các tính năng reverb, delay, repeat, các giải bass mixer, phần echo các nhớ nhá. Và thêm nữa là có chế độ âm lượng tổng, nhạc, mix, echo tổng, reverb tổng đây. Và bên góc tay phải sẽ là các chế độ lấy nhạc cho anh em thông qua các đường cổng cắm USB, đường Bluetooth 5.0, đường dây tín hiệu cổng quang, đường dây tín hiệu trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy tín hiệu nhạc vào để chúng ta cấp nhạc cho máy DB Music KM30 Pro hoạt động bình thường. Đấy, các bác chỉ cần nhấn cho em input chuyển cầm tín hiệu thôi, anh em cắm cổng nào nhớ chuyển cho em đúng đầu cổng như vậy nhé. Đấy, và ngoài ra thì em này có thêm một cái nút rất là hay nữa, đó là tắt chế độ effect. Tức là thay vì việc chúng ta vặn âm lượng tổng effect xuống thì chúng ta có thể là hoàn toàn nhấn vào cái chế độ EFF gạch ngang OFF để chúng ta tắt cái chế độ effect đi. Khi mà chúng ta cần làm sự kiện, làm phát biểu, hội nghị ấy, chúng ta cần cái chế độ giọng nói thô, không cần qua chế độ echo, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cái nút tắt EFF, tức là tắt effect này, rất đơn giản. Và có FB chống hú với phiên bản DB Music KM30 Pro V2 nhé, khả năng chống hú này cực kỳ tốt ạ. Và đây cái nút effect edit này, rất nhiều anh em cũng chưa biết nhiều lắm cái nút này thì em cũng xin hướng dẫn lại cho anh em video ngày hôm nay. Khi chúng ta nhận hàng, anh em nhấn vào cho em nút effect edit thì đồng thời nó sẽ hiển thị ra một cái ô vuông ở trên cái phần reverb tab để chúng ta căn chỉnh. Các bác muốn chỉnh reverb như thế nào, chúng ta vặn cho em nút reverb tăng lên, tăng vặn lên bên tay phải này. Các bác nhìn ở trên màn hình nó sẽ hiển thị ký hiệu số nhá. Đấy, 48 này, 44 này, giảm thì vặn bên tay trái nó sẽ hiển thị ở trên ngay trên này. Đấy, anh em muốn chỉnh repeat thì lại nhấn một lần nữa để chuyển sang chế độ repeat, nhấn một lần nữa sang chế độ delay, chép, mid, bass. Đấy, rất đơn giản. Cái nút này thì anh em hoàn toàn nhấn vào và xoay để chúng ta chỉnh các chế độ số như là reverb, delay, repeat cho các anh em. Và ngoài ra cái nút này cũng có một cái điểm rất là đặc biệt nữa, khi các anh em giữ cho em nút effect edit, nó sẽ hiển thị ra các mode vào trên DB Music KM30 Pro có 16 mode để cho các anh em có thể lưu lại được. Và đây là một cái tính năng chắc là chỉ có thể là DB Music KM30 Pro V2 có thể làm được thôi, bởi vì nó lưu lại được cái chế độ như là ở trên băng số các bạn. Khi mà chúng ta chỉnh, chúng ta muốn
lưu phần nào chúng ta hoặc là có thể lưu lại các cái chế độ có anh em đã chỉnh, bên cửa hàng em sẽ cài sẵn cho anh em 1 đến 2 mốt để chúng ta khi nhận hàng về các bác trải nghiệm những cái mốt bên em đã cài, hoặc là các bác có thể tự cài được tất cả các mốt về lại về sau từ 3 đến 16 đấy, rất nhiều tính năng mốt đấy các bác nhỉ. 03 này, anh em muốn quay trở lại mốt 1 chúng ta quay về số 01, chúng ta nhấn vào một lần là nó sẽ hiển thị ra cái chế độ mốt 1 anh em đã được cài, là chúng ta cứ thế là trải nghiệm thôi. Và cái em này ấy thì có 4 tính năng, mà các bác nhớ cho em 4 tính năng rất là đơn giản dễ dàng cho những em người mới dùng. Chúng ta chỉ cần vặn cho em nhạc, mic, echo tổng, reverb tổng là các bác đã có thể trải nghiệm âm thanh rồi. Toàn bộ thiết kế mặt sau các anh em bao gồm 4 cổng ca lông cho anh em SRSL, Rylep, và SRSL thì có âm lượng tổng của SRSL riêng các bác nhé. Và Rylep cũng vậy các bác nhé, nhớ cho em 4 cổng này thì đều có âm lượng tổng riêng biệt để chúng ta có thể là tăng giảm cái chế độ âm thanh to nhỏ khi mà chúng ta cắm vào cái cổng ca lông như thế này. Có cổng bát out cho anh em sử dụng súp bằng cây ca lông hoặc là súp bằng dây nếu các anh em đang sử dụng cái tính năng red out này, các bác muốn sử dụng hát live stream thì chúng ta sử dụng thêm cho em cái tính năng AV red out nhé. Cổng mic thì anh em cắm cho em ở mặt sau để chúng ta tăng giảm âm lượng một cách đơn giản nhất. Ok, bây giờ cùng với em trải nghiệm âm thanh đến từ một sản phẩm DB Click Cam ở 30 Pro V2 nhé. Xem là anh khách đã chốt phiên bản này có đúng và chính xác hay không, thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế của phiên bản DB Click Cam ở 30 Pro trên kênh YouTube Tùng Audio. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 7. Anh em thấy thế nào với tính chất anh echo ạ? Rất ngọt ngào đúng không ạ? Một cái chế độ echo lịnh tiếng nhất có thể rồi. Hiện tại cái phiên bản này vẫn đang là một trong phiên bản vang cư lấy số và dẫn đầu. Em thấy cái chế độ echo nó rất là mềm. Khi mà chúng ta cất lời ca lên thì có một chế độ vang nhại, nó lặp đi lặp lại trên loa, nó không hề khô một chút nào, nó không to hơn cái tiếng alo của bác, nó nhỏ hơn và nó dần dần nó tan biến đi. Đây là một cái tính năng echo thực sự là rất tuyệt vời cho anh em để có một giọng hát êm ái dễ chịu nhất, độ lực tiếng cao nhất. 5 6 7 7 8 8 9 7 7 5 6 7 7 8 9 7 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
thường thôi, đúng không ạ? Ghép ngay trực tiếp vào dàn máy âm thanh gia đình để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất thì các bác liên hệ trực tiếp với em Tùng nhá. 0979629336 và cảm ơn anh khách đã đến tận cửa hàng nhà em để trải nghiệm âm thanh cũng như chốt đơn về phiên bản DBX KM30 Pro V2. Và bên em bắt đầu về hàng phiên bản này rồi ở thời điểm cuối năm để phụ anh em có cho mình một phòng hát dình chuyên nghiệp. Đừng bỏ qua phiên bản vác cơ lai số cao cấp của DBX KM30 Pro V2 bên cả tủ audio. Xin chào anh em, hẹn gặp lại.